nắng, nắng như nung, bà con nông dân hoang mang vì mùa khô thiếu nước. Cây cà phê khô héo suy kiệt. Đã có đầu trong mùa khô, giải pháp tối ưu cho cây cà phê. Đầu trong mùa khô giúp cây phục hồi nhanh, hoa nở đều, tăng khả năng đậu quả, hạn chế rụng trái non, tăng sức chống chịu với khô hạn giá rét. Đầu trong mùa khô khởi đầu tốt đẹp cho niên vụ mới. Dấu hiệu thảm họa sóng thần, dấu hiệu của động đất, dấu hiệu một lứa đầy mới có thể tàn phá mùa màng. Cháy này hoàn toàn ngăn chặn được. Khi thấy dấu hiệu này, bà con nên mau chóng thăm đồng, phát hiện rầy cám, đó là lúc phun chết. Với cơ chế bào khóa, khóa miệng lập tức được kết thúc, khóa chân hạn chế di chuyển, khóa sinh sản các lứa rầy. Chết, công nghệ độc đáo, phun sớm các lứa rầy. Xin kính chào bà con nông dân, chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đồng hành và chia sẻ số tháng 3 được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk và trực tuyến trên trang web drt.vn. Kính thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, chương trình đồng hành và chia sẻ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk là chương trình được truyền hình trực tiếp vào mỗi tối thứ hai tuần thứ nhất trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Và chương trình này thì đã trở thành một kênh thông tin quan trọng đến với nhà nông nhằm chia sẻ đến bà con những kiến thức, những kỹ thuật để giúp bà con có thể canh tác cây trồng một cách hiệu quả, nhất là với những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như là sầu riêng, bơ, hồ tiêu, cà phê, vân vân. Và với những bà con thường xuyên theo dõi chương trình đồng hành và chia sẻ thì có lẽ là bà con vẫn còn nhớ trong chương trình đồng hành và chia sẻ gala kỷ niệm 10 năm được phát vào tháng 11 năm 2017 thì rất nhiều bà con đến tham gia chương trình ngày hôm đó thì đã bày tỏ mong muốn của mình đó là sẽ có những buổi truyền hình trực tiếp tư vấn tại đồng ruộng để giúp bà con có thể được tư vấn từ các vị khách mời của chương trình, những thành viên của ban tư vấn được trực tiếp tham gia cùng với những chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp để được các thành viên ban tư vấn một cách cụ thể chính xác hơn để giúp bà con có thể áp dụng trên cây trồng một cách chính xác cụ thể và đem lại hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Và đáp ứng những mong muốn này thì ngày hôm nay Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp tư vấn tại đồng ruộng, đồng hành và chia sẻ để có thể đáp ứng được mong mỏi của bà con, đó là mời những vị khách mời, những chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp đến để cùng tư vấn những biện pháp kỹ thuật để giúp bà con có thể áp dụng trên cây trồng một cách hiệu quả. Và ngày hôm nay thì chương trình sẽ được tổ chức tại thôn Toàn Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk với chủ đề đó là chăm sóc cho các loại cây trồng mùa khô. Và chúng tôi cũng xin thông báo cùng với bà con đó là ban tổ chức cũng như là ban tư vấn của chương trình thì sẽ chọn ra 3 câu hỏi hay nhất của 3 bà con nông dân ở tại thôn Toàn Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk ngày hôm nay để trao những phần quà. Đó là 3 phần quà gồm bao phân đầu trâu kèm theo chiếc đồng hồ treo tường và lượng thuốc bảo vệ thực vật một lần trên 5 sào cây trồng do công ty Syngenta trao tặng. Và ngoài ra thì ban tư vấn của chúng tôi cũng có nhã ý là với những bà con có những câu hỏi hay thì sẽ tiếp tục được trao quà trong và ban tư vấn của chúng tôi sẽ liên hệ để trao quà sau khi kết thúc chương trình này. Và chúng tôi cũng xin được thông báo cùng bà con số điện thoại của chương trình, đó là số điện thoại 02626-256-777, 0935-940-988, 0914-514-4441. Chúng tôi xin được nhắc lại những số điện thoại của chương trình, đó là 02626-256-777, 0935-940-988, 0914-514-4441. Và ngay lúc này thì đến tham dự với chương trình đồng hành và chia sẻ truyền hình trực tiếp tư vấn tại đồng ruộng ngày hôm nay thì còn có sự góp mặt của chính quyền địa phương cũng như là tất cả bà con nông dân. Và chúng tôi cũng xin được giới thiệu vị khách mời có mặt trong chương trình ngày hôm nay, ông Nguyễn Đình Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Đông. Và chúng tôi cũng xin được giới thiệu những vị khách mời, những thành viên ban tư vấn tham gia trong chương trình ngày hôm nay, những người được rất đông đảo bà con mong chờ. Xin giới thiệu Tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam, nguyên cán bộ nghiên cứu Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên. Kỹ sư Nguyễn Văn Duy, công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Thạc sĩ Nguyễn Tường Phú, phụ trách marketing khu vực miền Trung Tây Nguyên. Cảm ơn các vị khách mời đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi muốn có một cuộc trao đổi ngắn cùng với ông Nguyễn Đình Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Đông ạ. Xin chào ông ạ. Có thể nói chương trình đồng hành và chia sẻ là một chương trình đã gắn bó với bà con hơn 10 năm nay. Và thông thường thì những chương trình trực tiếp trước thì chúng tôi thường làm tại trường quay của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Và đáp ứng cái mong muốn của bà
bà con nông dân, thì ngày hôm nay những người thực hiện chương trình tư vấn trực tiếp tư vấn tại đồng ruộng để có thể giúp cho bà con có thể được tiếp xúc trực tiếp với các vị khách mời của chương trình để tư vấn cụ thể hơn. Và theo ông thì cái việc làm này, tư vấn trực tiếp tại đồng ruộng này thì nó có ý nghĩa như thế nào với bà con ạ? Vâng, thưa chị Thanh Nhàn, thưa toàn thể bà con nhân nông dân. Cái việc tư vấn kỹ thuật trồng cây công nghiệp tại đồng ruộng ấy, thì theo tôi nó mang lại cái lợi ích rất thiết thực và cái hiệu quả rất là cao đối với bà con nông dân. Vì chúng tôi được đến là tại đồng ruộng, được nghe các nhà khoa học rồi giải thích, rồi là tư vấn, rồi hướng dẫn cái cách là trồng và chăm bón các cái cây công nghiệp trên địa bàn chúng tôi. Đối với xã Hòa Đông thì là một cái xã là thuần nông, thì tôi thấy việc làm này lại hết sức là ý nghĩa. Nó rất nhiều bà con nông dân là đến để tham dự, và qua cái chương trình thì bà con nông dân sẽ được nghe, rồi là được thấy, rồi được biết để về áp dụng vào trên cái nương rẫy của mình. Và xã Hòa Đông thì cũng là một trong những xã đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk hoàn thành các cái tiêu chí của chương trình nông thôn mới. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về việc tư vấn trực tiếp tại đồng ruộng ngày hôm nay thì sẽ đóng góp như thế nào vào cái quá trình phát triển kinh tế của bà con ạ? Vâng, báo cáo với các chị và toàn thể bà con nông dân, xã Hòa Đông chúng tôi thì đã hoàn thành cái 19 tiêu chí và đạt xã nông thôn mới vào năm 2015. Hiện nay chúng tôi đang tiếp tục phấn đấu các cái tiêu chí bền vững và đạt xã nông thôn mới là bền vững. Thế thì để là xây dựng xã nông thôn mới bền vững thì trước hết là phải có sự đóng góp rất lớn của nhân dân, các dân tộc trên địa bàn. Mà muốn nhân dân đóng góp được thì trước tiên là nhân dân phải có tiền. Đối với xã Hòa Đông thì lại là xã là thuần nông, thế mà phải có khoa học kỹ thuật đưa vào là trồng cây rồi đưa vào sản xuất thì mới có cái thu nhập lớn, và từ cái thu nhập cao đó thì mới có tiền để mà là tự nguyện đóng góp để xây dựng các cái tiêu chí tốt hơn. Thì chúng tôi cho rằng cái việc tư vấn hôm nay là sẽ góp phần vào cái việc là thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển và giúp chúng tôi thực hiện tốt cái tiêu chí thu nhập trong bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới trong những năm tới đây. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Đình Vượng, và đó cũng là những mong muốn của những người thực hiện chương trình, muốn đem những tiến bộ kỹ thuật đến với bà con để giúp bà con có thể áp dụng thành công trên vườn cây của mình nhằm phát triển kinh tế gia đình. Và để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn mời bà con, quý vị và các bạn cũng như tất cả các vị khách mời, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự về những vấn đề mà bà con nông dân đang quan tâm. Tháng 3 Tây Nguyên, tháng mà không chỉ cà phê mà còn nhiều loại cây trồng khác trên vùng đất Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng, bung hoa, đậu trái, chuẩn bị cho một niên vụ mới. Cây bơ, một trong những cây trồng đem lại giá trị kinh tế cao cho nhiều nông hộ ở Đắk Lắk, đang bước vào mùa hoa. Đây cũng là thời điểm bà con nông dân thường xuyên thăm vườn và chú ý đến các biện pháp chăm sóc nhằm giúp cây phân hóa mầm hoa đạt, tăng tỷ lệ đậu trái và hạn chế rụng trái non. Là khán giả nhận được quà tặng giải nhất của chương trình Đồng hành và chia sẻ trong số tháng 2, anh Bùi Đình Linh ở thôn 9B, xã Chư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, khi biết chương trình số tháng 3 sẽ xoay quanh chủ đề chăm sóc cho các loại cây trồng mùa khô, anh Linh đã dẫn những người thực hiện chương trình đến thăm vườn cây của gia đình. Đa canh nhiều loại cây trồng trong vườn, trong đó có gần 200 cây bơ bút. Anh Linh thường xuyên thăm vườn và nhận thấy một số cây trong vườn thường bị thối phần vỏ, dẫn đến khô cành. Cũng theo anh Linh, chăm sóc cho cây bơ ra hoa đồng loạt đã khó, việc nuôi giữ trái non lại càng khó hơn. Do đó, anh Linh đang rất cần được tư vấn để có biện pháp chăm sóc kịp thời cho vườn bơ đang ra hoa. Cây bơ thì thường thường ở đây hay gặp những cái bệnh, tức là nó bị thối giá, thối vỏ, thì nó bị đậm, gọi là nó đột nhập, thì nó làm cho cái cây đó là bị vàng, lại không tiếp được cái phần dinh dưỡng, nó khô dần, và
cái phần thứ hai là cái phần cái lúc mà nó ra hoa nó đầu quả rồi thì nó bị rụng trái non nhiều, tức là cùng một cái dòng nấm gì đó thì cùng nhờ các cái nhà khoa học nghiên cứu và gọi là giải thích và có cái thuốc hữu hiệu để cho bà con được sử dụng. Thời gian mà nó ra hoa thì nó có những cái dòng côn trùng nó chích hụt đang ra bông là nó chích hụt nó vào ban đêm. Không chỉ cần tư vấn trong chăm sóc cây bơ, anh Linh còn có những băn khoăn trong chăm sóc cây hổ tiêu. Trồng dặm nhiều tiêu trong vườn và cũng đã có nhiều bụi tiêu cho thu hoạch. Nhưng từ cuối mùa mưa trước, anh Linh thấy một vài cây tiêu trong vườn chậm phát triển, còi cọc, đốm lá và không ra hoa đậu trái. Trong cái thời gian đầu mùa nắng này thì vì cái thời tiết của cái năm nay là mưa kéo dài, mưa sớm, thành ra là cái bệnh nó cũng chuyển biến, có cái sự thay đổi. Thì điều tôi quan tâm là nó vàng. Cho dù là mình có đầu tư phân bón chăm sóc nhưng mà nó cũng đang còn thiếu những cái gì mà thì mình chưa nắm bắt được. Thì cũng quan tâm nhất là cái bệnh cái cây tiêu nó bị, tức là nó bị đốm lá, thì nó rụng đốt, thì nó không thể là gọi là hút được cái dinh dưỡng ở dưới gốc lên, nên nó bị cằn còi. Trong những năm qua, sầu riêng là cây trồng được nhiều nông hộ tại Đắk Lắk quan tâm bởi giá bán sầu riêng khá cao. Trồng sầu riêng hơn 10 năm, anh Lê Đình Hà ở thôn Tân Hiệp, xã Ê Tó, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đang lo lắng khi sau vụ thu hoạch vừa qua, vườn sầu riêng của gia đình anh Hà cũng như nhiều hộ trong vùng bị rụng đọt non, khô đầu cành và cũng chưa nhú mầm hoa. Cho tôi hỏi cây sầu riêng năm nay làm sao mà thấy cái đọt mấy cái lá nó cứ bị rụng mà nó vàng, mà cây tầm này mọi năm thì nó nhú hoa nhiều lắm mà năm nay lý do gì mà nó nói chung là toàn dân chỉ thấy ra hoa gì cả, nhưng mà nhất là thấy tình trạng đọt non mấy lá rụng hết đầu cành khô, nên là bà con đang cũng lo một mùa này đang lo mất mùa. Một trong những cây trồng cũng được nhiều nông hộ quan tâm vào thời điểm này, đó là cây lúa. Dẫn những người thực hiện chương trình đến thăm ruộng lúa nhà mình, anh Itamelo Dundu ở phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, bày tỏ những lo lắng về vấn đề thiếu nước cuối vụ. Theo anh Ethan, vào cuối vụ lúa cũng là cao điểm mùa tưới của cây cà phê, nên nhiều nông hộ đã chủ động xuống giống sớm để tránh hạn cuối vụ. Không chỉ lo thiếu nước mà anh Y Thơn còn gặp khó khăn trong việc phòng trị một số loại sâu bệnh hại trên cây lúa. Nói về làm lúa là cái đầu tiên là cái sự khó khăn nhất là làm lúa là về nước. Tại vì cái nguồn nước ở địa bàn này là nó phụ thuộc về nước kênh. Nó thuộc đến khi mùa tưới cà phê là nước bắt đầu nó khô rồi. Lúc mà nước khô là trong thời gian đó là lúa đang làm đồng gần rổ rồi, cho nên là rất khó khăn cho bà con làm, là một phần là nước. Về thứ hai nữa là sâu bệnh, là ban đầu mấy cái là thường thường là nó bị bọ trĩ nè, nó thường bị vàng lá, đậu ôn, cho nên là lúc nào cũng phải sử dụng thuốc. Thường thường là dùng mỗi nhà nó mỗi khác, tại vì ở trong địa bàn này riêng về cái chỗ mà nói về tư vấn về mặt kỹ thuật đó, là riêng bản thân mình làm lúa là mình chưa thấy, chỉ có tư vấn về cà phê rồi làm tiêu, còn riêng về làm lúa là tự học hỏi, tự làm. Có một số người thì mấy cái xong là bón ure, có một số người là bón ure này, có một số gia đình lại bón sunfat, còn riêng phần của tôi là tôi bón NPK đầu trâu với trộn với ure, là tôi thấy lúa là nó lên tốt hơn so với họ. Có thể nói mỗi cây trồng cần có chế độ chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại khác nhau. Do đó, bà con nông dân đang rất cần được tư vấn kịp thời để có biện pháp chăm sóc
nhằm mang lại vụ mùa bội thu. Bà con, quý vị và các bạn vừa theo dõi một phóng sự do nhóm phóng viên của chương trình thực hiện. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại chủ đề của chương trình ngày hôm nay, đó là chăm sóc cho các loại cây trồng mùa khô. Và với bà con nông dân đang có mặt tại thôn Toàn Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk lúc này thì hãy chuẩn bị những câu hỏi để có thể đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình, để các thành viên trong ban tư vấn sẽ tư vấn một cách cụ thể và trực tiếp cho bà con. Còn với những bà con đang theo dõi chương trình này trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk thì hãy nhớ số điện thoại của chương trình, đó là các số điện thoại 02626256777, 0935940988 và 0914514441. Và lúc này thì ban tư vấn sẽ dành thời gian để tư vấn cho bà con. Và sau khi theo dõi xong phóng sự vừa rồi thì không biết là các thành viên trong ban tư vấn lúc này có những cái tư vấn nào về việc chăm sóc cho cây bơ mà hộ anh Bùi Đình Linh đã vừa đặt câu hỏi trong cái phóng sự mà chúng ta theo dõi ạ. Xin mời tiến sĩ Tuấn Nam. Kính thưa bà con nông dân tham dự tại trường quay ngày hôm nay và kính thưa các bà con nông dân đang nghe đài, thì chắc chắn rằng mỗi người trong bà con nông dân đây cũng đã chuẩn bị những câu hỏi để mà hỏi. Nhưng mà như chị Thanh Nhàn đã nói, chúng ta cũng sẽ nói chuyện về cái vụ của anh Linh, về cái vấn đề cái bơ trước. Thì trong cái phóng sự chúng ta thấy là bơ chuẩn bị ra hoa và anh có phun thuốc. Khi mà phun như vậy, cái hình ảnh đó là tôi nghĩ là anh đang phun thuốc để mà diệt trừ cả cái loài côn trùng có thể chích thuốc làm hư cái mầm hoa, thì cả đó là đúng. Thì trước khi ra hoa chúng ta nên phun, còn khi đang nở hoa thì không nên phun cả cái loài thuốc, vì như vậy nó sẽ làm côn trùng nó bay đi mất, rồi nó lại không có những cái con ong con bướm bay đi mất, rồi không có giúp vào cái sự thụ phấn được. Và như vậy thì cái bơ đầu trái trục cũng không có tốt. Như vậy cái phun trước khi phun thuốc bảo vệ thực vật để mà xua đuổi cả cái loài côn trùng mà có thể gây hại cho cái bơ khi nở hoa là điều cần thiết. Và anh có đưa ra một cái ý kiến rằng là làm bơ thì cũng được rồi, nhưng mà sao nó cứ rụng. Đại khái là tôi có nghe và tôi nắm được cái ý đó, tức là bơ rụng trái nhiều, sau khi đậu quả thì rụng trái nhiều. Và không biết là do bệnh gì, anh hỏi như vậy. Thì vấn đề bệnh thì tí nữa chắc là bên chỗ anh Phụ Sinh ta sẽ giải quyết. Riêng về phần tôi xin chia sẻ như thế này. Cái bơ rụng không phải chỉ vì trái bơ non rụng không phải chỉ là chỉ do bệnh tật hay là côn trùng chích thuốc, mà nó còn do cả cái vấn đề dinh dưỡng và tưới nước cho cái bơ. Nếu như chúng ta áp dụng không đúng kỹ thuật thì nó cũng có thể gây rụng quả non rất là nhiều. Trước hết là về cái vấn đề tưới nước, tôi chia sẻ một ít thôi về cái vấn đề tưới nước thì là thế này. Thì hiện nay cái việc tưới nước cho cây bơ, đặc biệt là cây bơ bụt mà giá trị cao bà con đang trồng rất là phổ biến đây, là cần thiết để cây bơ có năng suất cao và nó giữ được sức khỏe ổn định cho những cái năm sau, thì việc tưới nước cho cây bơ bụt là cần thiết. Không thể giống như những cái loài bơ trước đây mà trồng nhờ trời rồi đầu được trái nào thì đầu, chúng ta phải tưới. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng nếu như tưới nước mà tưới không đúng thì trái non sẽ rụng, và cũng quả là như vậy. Nếu như mà chúng ta tưới nước không đúng kèm với cái việc bón phân không đúng nữa thì sẽ những cái chồi bơ cùng sau khi nở hoa cả lần lập tức ra lá non và chồi non đi. Nếu như chúng ta tưới không đúng, và cái việc lá non và chồi non ra rất sớm sau khi cây bơ mà đầu quả mới non nhỏ bằng tỉ tỉ như thế này, thì nó sẽ có một cái sự cạnh tranh dinh dưỡng rất dữ dội giữa những cái chồi lá non ra rất nhanh đó với những cái trái non, và trái non sẽ rụng. Thành ra cái việc tưới nước và bón phân cho cây bơ trong cái giai đoạn này là một cái điều rất cần thiết mà bà con đặc biệt lưu ý. Như vậy thì chúng ta sẽ tưới như thế nào và bón như thế nào? Tôi xin nói vắn tắt như thế này, rồi có gì là anh Duy sẽ bên chỗ phân bón sẽ bổ sung thêm cả cái loại phân. Tức là về cái tưới nước thì cái bơ mà có lẽ chắc là bà con anh Linh cũng nói tới cái bơ bụt mà bà con ngồi đây và theo đài thì chắc là cũng biết là cái bơ bụt là cái đang được trồng chủ lực ở cái vùng của chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ nói về cái bơ bụt nhiều hơn. Nhiều người khi mà thấy trong giai đoạn này cái lá bơ bụt mà nó vàng, nó sụp, mà nó rùng hàng loạt chuẩn bị ra hoa, thì nhiều bà con lại lo lắng quá, tưới quá nhiều nước thì cả đó là cũng không có được. Tại vì tưới quá nhiều nước thì thúc đẩy mấy cái chồi nở ra cùng một lúc về nở hoa và cái bơ non sẽ rụng. Như vậy thì chúng ta với những cái cây bơ bụt mà đã trưởng thành á, những cái cây mà còn nhỏ hoặc là những cái mới bước vào đầu kỳ kinh doanh, thì có thể bà con vẫn phải tưới nước sớm trước khi ra hoa nữa, là để giúp cho cái cây bơ đó nó có đủ sức khỏe vừa phát triển
sinh thực, tức là vừa cho trái mà vừa tạo một cái vóc dạng rất là lớn trong những cái năm sau. Còn nếu như chúng ta cắt nước sớm quá, chúng ta không có tưới nước trong mùa khô mà để chờ cho nó ra hoa tự nhiên, thì những cái cây bơ mà non mới trồng nó sẽ bị ảnh hưởng, những cái bơ đầu kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng rất lớn tới sinh trưởng. Nhưng mà nói về những cái cây bơ trưởng thành là những cây bơ đã 10 năm tuổi rồi, thì bà con thấy nó lá vàng rồi cũng đừng lo lắm. Tại vì nó sẽ rụng lá và sau đó nó sẽ ra hoa một cách rất là tập trung. Thì khi ra hoa thì có lẽ chúng ta chưa cần tưới nước. Với những cái cây bơ trưởng thành, tôi đang nói cây bơ trưởng thành, thì tới khi ra hoa rồi mà trái bắt đầu đầu bằng đầu ngọn đũa, thì khi đó chúng ta phải tưới nước cho cây bơ. Là để giữ cái số trái đó, để nuôi quả đó. Và thậm chí chúng ta sẽ bón phân. Cái đợt phân đầu tiên chúng ta sẽ bón vào cái giai đoạn mà cái trái bơ nó đầu bằng cái đầu ngón tay á. Thì chúng ta vào cái giai đoạn này, nếu như bà con nào bỏ nhiều phân đạm hoặc là dùng NPK tỷ lệ đạm quá cao, cũng gây ra sự ra những cái chồi non như tôi nói hồi nãy gọi là chồi xuân, thì nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng và trái non rụng. Như vậy chúng ta sẽ chọn những loại phân NPK có hàm lượng đạm lân ca đi ly tương đối sấp xỉ nhau để bỏ là an toàn nhất. Ví dụ như cái công thức 16, 16, 13 của công ty phân bón Bình Điền, có thể là anh Duy sẽ giới thiệu thêm, là một cái loại công thức tốt để bón an toàn cho cái bơ trong cái giai đoạn nó ra quả non. Bón từ 1,5 kg tới 2 kg trong một cây, không bón nhiều, bón ít thôi, 1,5 kg tới 2 kg một cây. Những cái giai đoạn sau khi quả bơ lớn lên thì chúng ta mới chuyển sang cái loại phân khác có nhiều kali hơn. Tại vì hàm lượng kali trong trái bơ rất cao. Khi mà quả đã lớn bằng quả chôm chôm và những cái ruột có trên nước quả, chúng ta phải chuyển sang những loại phân khác, tức là hàm lượng kali cao hơn. Thì chúng ta bón cho cái bơ và lượng bón cũng có thể tăng thêm. Thay vì 1,5 kg, 2 kg, chúng ta có thể bón 2 kg tới 3 kg cho một cây. Thì đó là cái để có thể tăng sự đầu quả và hạn chế sự rụng quả non. Xin lỗi hồi nãy tôi còn nói tưới nước không tưới nhiều. Thì thế này, bình thường thì một cái bơ như trưởng thành chúng ta có thể tưới 200-300 lít một gốc. Và tưới khoảng sau khi mà đầu quả non rồi, chúng ta sẽ tưới khoảng 200-300 lít một gốc. Và tưới khoảng 7 ngày, 10 ngày một lần. Tức là tưới ít vừa phải nhưng mà tưới nhạt nhạt một tí thì nó sẽ nuôi được. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Tuấn Nam, và xin mời kỹ sư Nguyễn Văn Duy sẽ có phần tư vấn về việc bổ sung dinh dưỡng trên cây bơ như thế nào cho hợp lý. Vâng, xin chào quý vị khán giả xem đài cùng quý bà con có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Thì như chúng ta biết là cây bơ trong thời gian qua cũng là một cây trồng mà tính chủ lực về kinh tế của một số bà con nông dân. Cho nên là cây bơ được bà con nông dân quan tâm rất là nhiều. Thì cũng như tiến sĩ Tuấn Nam đã chia sẻ thì tôi chỉ lưu ý một vài cái thông tin. Đối với cây bơ, đặc biệt là giai đoạn này đang ra hoa, nhưng mà chúng ta phải lưu ý là cái sức khỏe của cây bơ nó phụ thuộc vào giai đoạn sau thu hoạch đến khi làm hoa tới bây giờ. Có nghĩa là những cây bơ nào giống như anh Linh anh có trao đổi là nhiều lúc cái cây bơ của anh thấy nó có vẻ nó vàng và nó yếu, thực tế ra cái vấn đề mà sau khi chúng ta thu hoạch đó, thì chúng ta bắt đầu phải bón phân. Nếu không có trời mưa thì chúng ta phải kết hợp tưới nước. Và bón phân đó thì chúng ta làm gì? Giúp cho cây bơ nó phục hồi cái sinh trưởng lại sau một cái chuỗi dài nó chỉ nuôi quả và cái sinh trưởng dinh dưỡng nó rất là thấp. Chính vì thế mà sau khi chúng ta phục hồi cái bơ qua 1 đến 2 lần bón sau khi thu hoạch thì bắt đầu chúng ta thấy cái bơ là cái bộ tán nó rất là đẹp và cành nó rất là khỏe. Thì lúc đó đến bắt đầu mới là khô hạn và bắt đầu mới phân hóa mà hoa lại. Rồi tôi sẽ chia sẻ thêm cái phần nếu mà sau thu hoạch thì bà con chúng ta lưu ý thế này. Nhiều bác thì có nhiều người bà con vẫn còn đang bón phân đơn. Nói chung sau thu hoạch là cứ có thể là SA hay URE. Nhưng chúng ta phải lưu ý là đối với tất cả các loại cây trồng nói chung, đặc biệt là những loại cây cho cái lượng quả, cái lượng sinh khối lớn. Có những cây bơ của chúng ta thấy là có thể vài tạ, một tạ hay là hai tạ là chuyện bình thường. Chính vì thế mà chúng ta phải lưu ý đối với cây trồng thì nó cần rất nhiều yếu tố dinh dưỡng. Thì trong đó đạm, lân, kali là vai trò chủ đạo. Nhưng mà các yếu tố như bo, magie, kẽm, sắt, đồng, molybden, clorosilicon cũng là những yếu tố không thể thiếu, cho dù nó cần rất ít. Cho nên khi chúng ta sử dụng cái đơn thì nó không có những yếu tố đó. Và chúng ta lưu ý là sau khi thu hoạch chúng ta bón cái công thức có đạm cao, lân cao nhưng mà kali thì tỷ lệ thấp thôi. Cây vẫn cần kali nhưng mà kali có tỷ lệ thấp và cộng với các yếu tố trung vi lượng đằng sau. Và cái lượng bón chúng ta lưu ý là bón có thể 2 lần, sau thu hoạch chúng ta bón 2 lần, mỗi lần khoảng 1 kg đến 1,5 kg tùy theo cái năng suất cây bơ mà chúng ta thu cái vụ vừa rồi. Sau khi làm hoa, hoa nở và đậu trái nhỏ thì chúng ta bón dặm dinh dưỡng, có thể kết hợp tưới nước
10 đến 15 ngày chúng ta tưới vừa phải, giữ ẩm và bón dặm vừa phải thôi, không bón nhiều. Dặm khoảng tầm 1 kg đến 1,5 kg bón theo vành tán lá của bơ kinh doanh và tưới nước ẩm để phân tan. Sau đó khoảng tầm 1 tháng và khoảng tầm 45 ngày chúng ta lại dặm tăng dần. Có nghĩa là dặm tăng dần, khi trái bơ bắt đầu nó càng ngày càng lớn thì cái sức hút dinh dưỡng nó càng ngày càng mạnh và yếu tố kali lúc đó nó tăng dần. Và chúng ta chuyển qua những cái công thức khác. Ví dụ như giai đoạn hồi nãy tiến sĩ Tuấn Nam có trao đổi là cái công thức ngang ngang khoảng 3 yếu tố như 16, 16, 13 thì chúng ta bón giai đoạn sau trái nhỏ. Nhưng mà khi mà trái bắt đầu lớn bằng quả chanh, bắt đầu lớn dần rồi á, thì chúng ta tăng cái lượng bón. Chúng ta nhắm cái lượng trái, cái cây bơ chúng ta thu được khoảng 2 tạ hoặc là 2 tạ rưỡi hoặc là 1 tạ, 1 tạ rưỡi đó. Thì những cái trái đó thì nó ổn định rồi. Và chúng ta cứ giữ ẩm và nếu thời tiết có mưa thì không cần tưới, kết hợp bón phân. Khoảng 30-45 ngày chúng ta bón tiếp một đợt nữa là tăng dần lên 1 kg, 1,5 kg, 1,5 kg, 2 kg. Và giữ ổn định khoảng 3-4 lần bón. 3-4 lần bón chuyển sang những công thức kali cao, ví dụ như 14-7-21 hay là 16-6-19 cộng với các yếu tố TE là trung vi lượng đó, là những cái công thức nó giúp cho cái yếu tố cây bơ nó phát triển trái ổn định và kết hợp đó nó cũng giữ được cho cái sinh trưởng của cây nó bền vững. Và để chúng ta sau khi hái trái xong thì cây bơ nó không bị suy kiệt. Nếu mà chúng ta biết là nhiều bà con thì thấy bơ nó đậu rồi nhưng mà ít lưu ý đến dinh dưỡng thì nghĩ cứ bón bình thường 5-3 lạng là nhiều rồi, nhưng mà không phải đâu ạ. Cây bơ nó cần dinh dưỡng rất là lớn và chúng ta thu hoạch xong, nhiều bà con thu xong cây bơ là tàn cây luôn, cho nên khi là phục hồi lại lúc đó nó sẽ khó. Cho nên chúng ta lưu ý về cái lượng bón và những cái công thức sau này chúng ta bón thì nó cũng sẽ đảm bảo được cái năng suất cho cái vườn bơ, nó hạn chế cái vấn đề rụng trái non, trừ những yếu tố là sâu bệnh hại thôi, còn về dinh dưỡng thì như thế nó sẽ đảm bảo giúp cho cây bơ cái vụ sau chúng ta nó cũng có yếu tố năng suất. Thì đó là một số cái chia sẻ thêm. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của kỹ sư Nguyễn Văn Duy. Và ngay lúc này thì thạc sĩ Nguyễn Tường Phú sẽ chia sẻ đến anh Bùi Đình Linh cũng như nhiều bà con về cách phòng trừ bệnh trên cây bơ cũng như là cây hồ tiêu. Và cũng xin nhờ thạc sĩ Nguyễn Tường Phú sẽ tư vấn luôn về phần tư vấn về cái câu hỏi của khán giả về cây sầu riêng ở trong phóng sự mà chúng ta theo dõi. Vâng, thì xin chào toàn thể quý bà con và quý vị xem đài. Thì trong cái phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy là rất nhiều cây, nhưng mà cây bơ có sầu riêng, có tiêu, có đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng đối với cây bơ hiện nay thì nó đang trong cái giai đoạn nở hoa và một số vườn thì chúng ta đã nở hoa xong rồi. Và như tiến sĩ Tuấn Nam đã lưu ý với bà con chúng ta là khi cây bơ mà nó đang nở hoa thì chúng ta không nên phun thuốc cũng như là phân bón lá để nó ảnh hưởng tới cái hoa. Chính vì vậy thì cái việc mà chúng ta tiến hành phun thuốc để phòng trừ những cái côn trùng chết hút thì chúng ta nên phun trước khi cái hoa nó nở. Khi nó đang nhú cái cự gà lên mà chúng ta, hoặc nó ra một đoạn mà nó chưa nở hoa thì chúng ta có thể tiến hành là thường thường những giai đoạn này thì có một số thì đọt non, một số thì hoa non nó bắt đầu nó phát triển thì sao ạ? Nó sẽ dẫn dụ một số cái côn trùng hoặc là những con trưởng thành nó bay tới nó đẻ trứng lên những cái chồi hoa đó là một. Thứ hai là những cái con chúng ta thấy là những con bọ xít mũi hoặc là một con rầy rập chích hút thì nó sẽ bay tới, nó sẽ bắt đầu tấn công vào những cái chồi non hoa này. Thì khi mà chúng ta thấy rằng là khi hoa nở ra nó sẽ bị rụng khá là nhiều hoặc là nó thui luôn. Một số thì chúng ta thấy giai đoạn vừa rồi thì những cái đọt non mà của cái bơ nó ra thì sao ạ? Chúng ta thấy trên cái đọt có những chấm đen và nó làm cho cái đọt không sinh trưởng được và sau đó chúng ta thấy nó sẽ bị rụng. Thì đó là do những con bọ xít nó chích hút, rầy rập nó chích hút thì dẫn đến nó làm cho cái hoa cũng như chồi non của ta nó không phát triển được. Thì đối với trường hợp này bà con chúng ta lưu ý là chúng ta nên phun trước khi hoa nở hoặc là khi nó cái những cái chồi hoa này nó bung lên rồi chúng ta tiến hành phun. Thì đối với những loài rầy rẹp chích hút này thì hoặc những cái con côn trùng bay như là có bọ xít mũi hoặc là những cái con bọ xít lưới hoặc một số cái con rầy thì chúng ta có thể sử dụng một số cái giải pháp như chẳng hạn như đối với những cái con côn trùng bay thì chúng ta có thể sử dụng cái thuốc mà lâu nay nó trên lúa, trên một số cái điều mà chúng ta hay dùng cái karate để chúng ta phun, để chúng ta trừ cái con bọ xít mũi. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái thuốc Actara trừ rầy rẹp chích hút, chúng ta phun. Để chúng ta là lưu ý là khi phun là chúng ta nên phun trùm qua cái tán. Sau đó thì chúng ta có thể phun vào bên trong để những cái con côn trùng bay này, khi chúng ta nó phun vào trùm bên tán bên ngoài thì nó có thể lẫn vào bên trong, sau khi chúng ta phun tiếp bên trong thì bay ra ngoài thì nó đậu qua những cái cây đó thì nó sẽ bị dính thuốc thì nó sẽ bị chết. Và thứ hai đó là một lưu ý nữa là có anh có hỏi là cái thân cái cành mà nó bị thối thâm đen đúng không ạ? Thông thường cái trường hợp này nó bị nhiều và cái giai đoạn gần cuối mùa mưa thì nó bị nhiều. Giai đoạn này thì chúng sao ạ? Chúng ta sau một mùa chúng ta chuẩn bị thu hoạch bơ thì chúng ta thấy rằng là thường thường cái nấm Phytophthora ở dưới đất
sau đó nó sẽ lan lên do những nước mưa nó sẽ lan lên. Và một số thì nếu nó bị trường hợp điều kiện thời tiết mà ẩm độ cao thì nó sẽ bị luôn lúc đó. Hoặc nếu mà nó không thuận lợi thì nó thể nó kéo dài tới lúc này thì chúng ta có thể thấy một số thì nó bị thâm đen. Thì đối với trường hợp nó bị ở những cái vỏ thân á, thì nó cũng nó cái này nó cũng gần giống với cái thối nước thân cây cà phê, nhưng mà nó là cái chủng nấm khác thôi. Thì chúng ta bà con chúng ta đã cố gắng là chúng ta dùng dao chúng ta cạo cái lớp vỏ ra, chúng ta cạo tới phần vỏ màu xanh luôn. Vì thật ra cái vỏ của cây bơ tái sinh lại rất là nhanh. Chúng ta cạo ra tới cái phần vỏ màu xanh, chúng ta cạo cho sạch cái bệnh đó. Xong ta chúng ta dùng cái gói Ridimingol mà chúng ta hay phun trừ cái nấm Phytophthora trên cây hồ tiêu và một số cây sầu riêng rồi đó. Thì chúng ta pha một gói đó khoảng 2 lít nước, xong chúng ta quét lên cái vết thương đó để cho nó trị, cho nó lành vết thương. Và khoảng 10 ngày sau chúng ta quét lại một lần nữa thì nó sẽ giải quyết cho chúng ta cái việc mà cái thối do cái nấm mà nó tấn công vào lớp vỏ thân trên cái cây bơ. Và anh có hỏi nữa đó là chúng ta thấy rằng là cây tiêu thì anh có nói là vừa rồi là chúng ta chăm sóc bón phân thì nó không có phục hồi, mà tới giai đoạn mùa khô này thì nó vàng, nó rụng, đúng không ạ? Nó không phát triển, có bón phân nó cũng không sinh trưởng phát triển tốt. Mà anh nói là cái cây nó bị sưng rễ rồi nó rụng dần dần, mà nó gọi là nó không phát triển, mà nó cũng không có chết đi, mà nó cũng không có phát triển lên được nữa. Thì đây là một trong những cái triệu chứng của cái bệnh vàng lá thối rễ, mà do cái chủ lực trong giai đoạn này thì do cái tiêu trùng nó tấn công làm cho sưng cái bộ rễ. Mà thật ra là trên rất nhiều vùng trồng tiêu hiện nay thì do cái đầu mùa năm 2000, tháng 4, tháng 5 năm 2017 thì cái giá hồ tiêu nó hơi xuống thấp, dẫn đến là đa phần bà con chúng ta lại giảm đầu tư. Đúng không ạ? Khi giảm đầu tư thì chúng ta dẫn đến sao? Khi chúng ta giảm đầu tư thì trong cái áp lực dịch bệnh thì nó sẽ tăng lên. Hoặc là chúng ta thấy ạ, chúng ta không phòng trừ thì dẫn đến là nó sẽ nằm ở đó, nó chờ sẵn. Dẫn đến là trong cái giai đoạn này bà con chúng ta có bón vào thì nó cũng không ăn được. Hoặc là giai đoạn này là khi mà chúng ta thấy nó vàng rồi á, khi chúng ta đưa các giải pháp thuốc bảo vệ thực vật vào thì dẫn đến nó hơi trễ. Dẫn đến là cái việc phục hồi cây cho cái năm sau thì nó sẽ chậm hơn. Chính vì vậy, đối với cái cây hồ tiêu giai đoạn này, sau khi chúng ta thu hoạch xong, chúng ta có thể chúng ta cắt tỉa cành, sau đó chúng ta xử lý phân bón, rồi chúng ta ép. Thì tới cái đầu mùa chuẩn bị mà mưa xuống, khi mà mưa xuống mùa hai cây thì chúng ta tiến hành xử lý ngay cho nó cái tiêu trùng hại rễ, để nó giúp cho khi, vì sao ạ? Khi có mưa thì bắt đầu các đọt non nó bắt đầu nó bắn ra thì sao rễ nó sẽ ra, thì ngay giai đoạn này thì chúng ta nên xử lý ngay thuốc tiêu trùng. Thì đối với tiêu trùng thì bà con ta rất quen ở trên cây tiêu, đó là xử lý cái Tecvigo. Chúng ta pha 200-300ml Tecvigo trong phi 200 lít nước, chúng ta tưới cho khoảng 50 gốc thì chúng ta xử lý tiêu trùng, và lưu ý là 20 ngày sau chúng ta xử lý lại lần hai để đảm bảo hiệu quả nó cao nhất. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của thạc sĩ Nguyễn Tường Phú. Và mặc dù là trong phóng sự của chúng ta thì còn rất nhiều câu hỏi của bà con nông dân, tuy nhiên chúng ta sẽ dành thời lượng cho những bà con nông dân đang tham gia chương trình tại thôn Toàn Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Bách ngày hôm nay, bởi vì bà con đang rất mong chờ được đặt những câu hỏi để có thể được các vị khách mời ngày hôm nay tư vấn. Và chúng tôi cũng xin được nhờ ban thư ký của chương trình sẽ hỗ trợ chúng tôi đưa mic đến cho bà con ạ. Và tham gia chương trình ngày hôm nay thì có bà con nào muốn đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình ạ? Có bà con nào không ạ? Vâng, xin mời anh ạ. Thưa các nhà khoa học, tôi xin hỏi câu hỏi này là cây cà phê đang ở cái giai đoạn chuẩn bị nở bông, thì người nông dân chúng tôi là tưới nước đợt 1 để cho nở bông, có nên bón phân hay là không? Nếu mà có thì nên bón phân đơn hay là phân NPK, loại nào tốt hơn? Nếu mà không thì tại vì sao ạ? Cảm ơn câu hỏi của anh ạ. Anh tên gì ạ? Vâng, tôi là nông dân Ngọc ạ. Vâng, cảm ơn anh Ngọc, và có lẽ là xin được nhờ ban tư vấn sẽ tư vấn trực tiếp cho anh Ngọc ạ. Với cái câu hỏi vừa rồi thì chúng ta cần phải giải quyết như thế nào ạ? Xin mời tiến sĩ Tuấn Nam. Thì cái cà phê là phải bón phân trong mùa khô là ai cũng biết rồi. Nhưng mà cái điều nhiều người nông dân băn khoăn là nên bón trong cái đợt tưới thứ nhất hay là tưới thứ hai hay tưới thứ ba. Còn nông dân thì bón ba đợt luôn, đợt nào cũng bón phân cả. Và cái lượng phân bón cũng lên là rất nhiều, tại vì tôi cũng hay đi về các cái vườn vùng trồng cà phê, có nhiều người bón ba đợt trong một mùa khô lên tới 1 kg hoặc 1.2 kg một gốc, như vậy là quá phí. Tại vì anh có hỏi tôi nên nói trực tiếp vào cái phần nên bón trong đợt 1 hay đợt 2. Thế thì
Thường thường đợt một tức là cái cà phê phải khô hàng khoảng 2 tháng thì chúng ta mới tưới nước, hoặc là gặp mưa rồi chúng ta tưới đuổi, nhưng mà khoảng 2 tháng thì chúng ta 2 tháng rưỡi chúng ta tưới nước vào, hoa mới nở tập trung. Thì khi mà sau 2 tháng 2 tháng rưỡi khô hàng như vậy, nếu chúng ta bỏ ngay trong đợt một thì cái rễ của cây nó đang ở cái trạng thái cũng nghỉ. Trời khô hàng thì lập tức nó cũng phải nghỉ, đó là phản ứng tự nhiên của cây trồng để mà ngăn cản bởi cái sự bốc thoát hay nước, sự trao đổi chất. Nó ngủ nghỉ và khi có nước vào thì nó bắt đầu hoạt động trở lại mạnh mẽ hơn. Mà nếu như chúng ta bón trong đợt một mà bón cái lượng nhiều quá, nấm làng chẳng hạn, thì nó dùng không hết, sau đó trời nắng bốc hơi bay đi mất. Như vậy thì tốt nhất là, và cái này cũng đã được đưa vào quy trình, cái thời điểm bón là bón vào cái đợt nước tưới thứ hai sau khi cây cà phê đã được tưới đợt một xong. Và anh có hỏi là nên bón phân gì, phân đơn hay là phân NPK? Thì trong quy trình cũ trước đây là bón phân đơn hoặc là ure hoặc là xuyên phát đạm, bón với lượng rất là thấp, chỉ 3 lạng, 3 lạng rưỡi trên một cây, bởi vì cái nó chỉ cần bao nhiêu đó thôi, hoặc là một lần bón chỉ từng đó thôi. Nhưng mà hiện nay thì các cái đơn vị sản xuất phân bón NPK cũng đã có những cái loại phân dễ tan trong mùa khô. Chúng ta có thấy những cái pano về phân mùa khô đó, là gồm có là có cái công thức của hãng, nó là 20:5:6, tức là 20 đạm 5 lần và 6 kali, thì đó là một cái tỷ lệ phù hợp để bón trong mùa khô. Tại vì mùa khô nó cũng cần lân, và hơn nữa mùa khô nó cần lân để phát triển bộ rễ. Bộ rễ và cái lân trong NPK này không phải là lân nung chảy mà lại là lân DAP rất dễ tiêu, bón vào cây hụt được liền. Còn lân nung chảy mà mình hay dùng á, thì nên bón vào đầu mùa mưa, khi đó ẩm độ nhiều thì mới tiêu được. Và trong cái phân NPK này còn có một cái lượng thấp kali, khoảng 5-6% kali. Thì lượng kali bón trong cái mùa khô này không phải là để quả nó to nhanh, nhưng mà để giúp cho cây cà phê chống hạn. Do vậy thì các anh chúng ta nên bón phân NPK hỗn hợp với cái công thức hợp lý 20:5:6 hay 20:5:5, tùy bà con chọn lựa. Trong mùa khô thì vẫn tốt hơn là bón chỉ thuần là phân đạm thôi. Vâng, cảm ơn phần tư vấn của tiến sĩ Tuấn Nam. Và bà con tham gia tại chương trình ngày hôm nay thì có ai có câu hỏi nữa không ạ? Vâng, xin mời anh ạ. Vâng, xin mời anh đứng lên ạ. Anh có thể giới thiệu tên của mình được không ạ? Tôi xin hỏi chương trình là hỏi về cái tiêu. Cái tiêu thì nó cũng sánh tốt thôi, nhưng mà không biết tại sao kỹ thuật làm thế nào mà nó ít trái, nó không có trái. Do mình bón phân đúng theo, hoặc là hàm nước đúng theo chu kỳ của nó hay sao mà trái nó ít mà lạ thì sánh tốt. Xin đây. Vâng, và với câu hỏi này thì vẫn xin được nhờ phần tư vấn của tiến sĩ Tuấn Nam ạ. Dạ, anh vẫn trồng cái giống Vĩnh Linh phải không ạ? Hay là anh trồng giống Tiêu Châu? À, tôi...